Dù cho bạn có giày vò tôi, dù cho bạn có xé toạc tôi ra thì tôi vẫn vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời. Các bạn biết rằng tại sao mà chúng ta không có năng lực nói không không? Hầu hết là không có, tại vì chúng ta quá sợ. Tại vì nỗi sợ đấy đã ăn sâu bám rễ vào chúng ta từ rất nhiều năm, nhiều tháng rồi. Từ khi chúng ta còn là một đứa trẻ ấy. Nằm ở trên giường ngủ, nếu mà chúng ta không ngủ, ba mẹ ngủ đi con, ngáo ộp ở ngoài sân đấy. Con mà không ngủ à, là ông ba bị vào bắt con đấy. Những cái nỗi sợ hết sức là vô hình, nhưng mà xâm chiếm chúng ta từ nhỏ và chúng ta cứ sợ thôi ý. Sau đó đến lúc lớn lên rồi thì chúng ta sợ thêm vài thứ nữa. Chúng ta sợ thêm nhiều điều nữa. Có những cái sợ chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải sợ nó. Ví dụ như là sợ rắn. Con gái mà yếu đuối thì hay sợ sâu, sợ chuột, sợ lươn, sợ rán, sợ gì gì nữa đúng không? Có bạn nào nữ ở đây sợ mấy con đấy không? Hay không? Toàn là phụ nữ mạnh mẽ. Thư sợ con gì? Rán hả? Ngân sợ rán hả? Sợ sâu. Ừ. Thế thì bây giờ chúng ta thử nhé. Những bạn mà sợ những cái con vật đấy, thử thay vì các bạn sợ gì từ cái con vật đấy, nó làm hại gì bạn? Nó có thể làm gì bạn? Bạn lớn như thế này mà, bạn đầy là sức mạnh này mà, những con đấy nó bé xíu, thậm chí là bạn có thể vô tình dẫm vào nó lúc nào mà bạn không hay. Vậy bạn sợ gì từ nó nào? Rồi đến những con to hơn chút xíu đi, ví dụ như chó chẳng hạn. Sợ chó cắn ấy. Rồi những con lớn hơn nữa, rắn, sư tử. Chúng ta sợ đó, nhưng cái sự sợ đấy chỉ mang lại những cái điều tiêu cực mà thôi. Và sự sợ đấy chỉ làm cho nó dễ tấn công chúng ta hơn mà thôi. Tại vì động vật có một năng lực rất hay, đó là năng lực cảm được nỗi sợ của con người. Thử mà xem, chúng ta rất sợ con chó đấy thì có thể chúng ta chỉ đi ngang mé mé qua nó thôi, nhưng mà nó sẽ sủa rồi. Tại vì nó cảm được cái nỗi sợ của chúng ta và nó nghĩ rằng nó có thể dọa được ta đấy. Nhưng nếu bạn không hề sợ hãi á, thì nó sẽ không làm gì bạn. Và nếu như chúng ta không sợ hãi thì chúng ta có thể làm bạn với nó. Thậm chí trong những ngoại cảnh bất lợi đến với chúng ta mà chúng ta không sợ nữa thì chúng ta sẽ làm bạn được với ngoại cảnh này. Hôm nay tôi ăn muốn chia sẻ về chủ đề đấy là cách vượt qua những cái biến động ở trong cuộc sống. Và cách đầu tiên chúng ta cần phải làm để vượt qua nó, đó là chúng ta không sợ nó. Tôi không sợ nó nữa. Ví dụ như một người phụ nữ đến và nói rằng tôi đang có mâu thuẫn với bạn đời của tôi và người ấy chuẩn bị ly hôn. Và tôi rất sợ. Vậy thì hãy xem lại là sợ cái điều gì vậy? Giả thiết xảy ra, một là giữ vững được mối quan hệ, cải tạo lại được thì vẫn là hai người bạn đời của nhau. Nếu mà không thì ly hôn. Ly hôn thì đâu có gì là to tát đâu. Nếu mà chúng ta sợ rằng chúng ta phải sống một mình thì chúng ta vẫn còn chính chúng ta mà. Thậm chí chúng ta còn sống với con mà. Chúng ta sợ chúng ta không có tiền thì chúng ta đi tạo giá trị là có tiền mà. Nếu như chúng ta xem xét đầy đủ những cái yếu tố xoay quanh nỗi sợ đấy, thì cuối cùng chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng có gì để sợ hết. Không có hay bị điểm kém, và cũng không có hay bị trượt. Nhưng có một vấn đề, đó là sợ bị điểm 8. Các em có tưởng tượng là đi học tiểu học bị điểm 8 là sợ không? Tại vì trong con mắt của bố mẹ và mọi người ạ, thì cái mức điểm của Tuệ An nó phải là 9 hoặc 10. Và điểm 8 là kém. Lúc đấy mọi người định hình được 8 là kém với bà Tuệ An. Thế nên Tuệ An vẫn nhớ có một cái lần Tuệ An được điểm kém, gọi là điểm 8 đó, vào cái tờ bài kiểm tra.
và không dám mang cái tờ kiểm tra đấy về cho bố. Và ở đằng sau sân trường thì nó có một cái mương nữa. Thế là Tút Tút giờ ra chơi cầm cái tờ kiểm tra đấy vo viên lại xong vứt nó qua cái tờ mương đấy, không để nó vào trong cặp, để về nhà bố không phát hiện ra. Và bây giờ nhìn lại thì thấy cái nỗi sợ đó nó là cái gì. Nếu mà được điểm 9, được điểm 10 thì bố mẹ sẽ ồ con ngoan, ở con học giỏi, ồ con tuyệt vời, mình được khen, mình được người khác ghi nhận. Còn nếu không thì sao? Mình bị chê. Mình sợ, thật sự là sợ cái đó, chứ không phải là sợ cái điểm số. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kể cả như là chúng ta thi trượt đi, thì mặt tốt của thi trượt là gì? Nếu chúng ta cứ thi đỗ nhá, thì hết kỳ thi này. Vậy thì cuộc đời của mình có rất nhiều bài học, cũng như những kỳ thi đấy. Nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là qua, hai là không qua. Và kể cả là không qua thì cũng có chuyện gì quá to tát trong cuộc sống này đâu. Kể cả là cuộc sống hôn nhân nhá. Một là có chồng, hai là không có chồng. Kể cả có hay không khó thì cũng có điều gì đó quá thất bại. Nhưng cái thái độ của chúng ta nhìn vào cái thất bại đấy thì lại là những điều tệ. Với sức khỏe nhá. Nếu như một ngày chúng ta thấy bình thường thì chúng ta thấy rằng à, đây là điều bình thường, mình đang khỏe mạnh, tuyệt vời. Đến một ngày chúng ta bị đau bụng, chúng ta đi gặp bác sĩ, chúng ta bảo, bác sĩ hôm nay có điều bất thường rồi, tôi bị đau bụng. Và bác sĩ bảo ô bất thường à, vào đây khám xem nào. Nhưng mà đến một ngày khám xong cho uống thuốc khỏi, được vài năm sau, thậm chí không cần đến vài năm, vài tháng sau thôi, tay chúng ta bị đau rồi, chúng ta lại vào, hôm nay lại có điều bất thường rồi, tay tôi bị đau rồi, bác sĩ cho khám, cho uống thuốc, lại khỏi. Vài tháng sau lại có điều bất thường rồi, mày chân tôi bị ngã, nó bị gãy rồi. Vậy thì thật ra có điều gì bất thường hay không? Hay là à, hôm nay bình thường rồi, có một chuyện rất bình thường xảy ra, đây là tôi bị đau bụng. Tôi lại bị đau bụng rồi. Nó là chuyện bình thường xảy ra. Và tôi không còn sợ nó nữa. Kể cả là ung thư á, thì cũng không cần phải sợ nó nữa. Tại vì trong mỗi chúng ta đều có những tế bào ác tính mà. Chỉ có điều là lúc nào nó trỗi dậy thôi. Lúc nào mình không quan tâm mình đủ ấy, thì nó sẽ trỗi dậy. Vậy nên cái điều đầu tiên chúng ta cần nhớ để đối mặt với những biến động trong cuộc sống, nó là không được sợ. Hãy xem xét xem các khả năng có thể xảy ra nếu cái biến động đó nó đến. Và bạn thấy chả có điều gì phải sợ cả. Như việc sắp thất nghiệp đi. Ở thất nghiệp thì sao? Ở thất nghiệp thì mình có nhiều thời gian thảnh thơi hơn để mình nghĩ, để mình làm. Những cái việc mà ngày trước mình đang phải đi làm, mình không có thời gian để làm, nó là một điều tốt mà, có gì đâu. Vậy thì bảo nhưng nếu tôi không có tiền để sống thì sao? Thì có những người sống mà không cần tiền mà, không cần phải kiếm quá nhiều tiền, họ vẫn sống mà. Và bây giờ kể cả thất nghiệp thì bạn hoàn toàn có khả năng tồn tại trong vòng vài tháng. Lúc đó chắc là bạn sẽ vận dụng được hết những cái khả năng của mình để đi tìm những cái quỹ hỗ trợ cho những người mà đang rất khó khăn như thế. Và bạn hoàn toàn có thể nhận được sự giúp đỡ. Hoặc thậm chí lúc đó sẽ có một vài người bạn tốt nào đó cho bạn ở nhờ, cho bạn ăn nhờ, đưa tiền cho bạn vay. Có bạn nào rơi vào tình trạng đó rồi và có một cánh tay nào đó cứu giúp mình chưa? Có đúng không? Tại vì sao? Tại vì mình đã từng tạo nghiệp tốt với họ. Hoặc mình không tạo nghiệp tốt trực tiếp với họ, nhưng mình đã tạo nghiệp tốt cho một vài người khác. Thế nên đến lúc mà mình khó khăn, mình cần sự giúp đỡ ấy, thì luật nhân quả này quay lại. Và những nghiệp tốt đấy là sự bảo đảm cho chính mình.
Và điều thứ hai Tuệ An muốn nói với các bạn để các bạn vượt qua được những bấp bênh khó khăn trong cuộc sống, đó là hai chữ nghiệp tốt. Good karma, nghiệp tốt. Nghiệp tốt chính là sự đảm bảo tốt nhất dành cho mỗi chúng ta, để chúng ta có thể dễ dàng sống sót một cách khỏe mạnh, kể cả là trong những bấp bênh. Các bạn thấy gần đây là khi mà Covid đến, đại dịch đến, mọi người đổ xô đi mua bảo hiểm nhiều không? Có bạn nào thấy điều đó không? Có thể trước đây rất thờ ơ với bảo hiểm, nhưng bây giờ bắt đầu biến động, bấp bênh. Và vì sợ ấy, thế nên là cần có một cái thứ gì đó để đảm bảo cho cái nỗi sợ đấy nó không xảy ra, nên bắt đầu đi mua bảo hiểm. Bắt đầu có những người đi tích lũy tài sản, mua thêm đất đai. Và nếu như các bạn biết, giai đoạn này giá đất ở những vùng ven đô và những cái nơi xa xa chút, xa khỏi Hà Nội như là Hòa Bình, còn ở phía miền Nam như kiểu Đà Lạt, tăng một cách mãnh liệt. Tại vì dân ở giàu có ở trong những thành phố lớn đổ dồn về đấy để mua. Họ cần sự an toàn. Họ sợ rằng đại dịch đến họ không thể ở thành phố được nữa, họ sẽ lên núi để họ ở. Và ở núi vẫn có cây, vẫn có trang trại, họ sẽ có thể sống sót mà không cần phải đi ra ngoài. Nhưng kể cả là như thế thì họ vẫn có thể gặp sự bấp bênh bất cứ lúc nào. Tại vì tài sản, vật chất, bảo hiểm thật ra nó không phải là sự đảm bảo cho chúng ta vượt qua được những bấp bênh. Vậy cái gì mới là sự đảm bảo cho chúng ta vượt qua được những bấp bênh? Chính là nghiệp tốt. Nghiệp tốt sẽ là thứ đảm bảo chắc chắn nhất cho mỗi con người. Bởi vì chúng ta phải có niềm tin vào luật nhân quả. Mà kể cả chúng ta không tin đi chăng nữa thì nó vẫn đến. Nếu như bạn có nghiệp tốt ấy, thì sẵn sàng có người giang tay ra và giúp đỡ bạn mỗi lúc bạn cần. Sẵn sàng những lúc khó khăn, thử thách trong cuộc sống này, bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội ở trong đó. Nó sẽ quay trở lại. Và có một vấn đề á, đó là con người không ý thức ra điều này, nên không có nhu cầu chủ động đi tích lũy cái sự đảm bảo này mang tên nghiệp tốt. Không chủ động tích lũy nó, thậm chí là cứ tạo nhiều nghiệp xấu tàn phá nó thôi. Cho đến lúc nào bất an ấy thì mới chạy đi làm. Ví dụ như có rất nhiều người giàu, khi mà họ làm được một cái vố nào đó, họ bảo là bây giờ phải đi giải phước, là đi đem cái tiền đấy đi giải cho khắp nơi để tích thêm một chút phước. Phước chính là nghiệp tốt đấy. Nhưng mà thử hỏi xem liệu điều này có kết quả hay không. Có những người giàu lên rất nhanh và sau đó vào tù cũng rất nhanh mà. Có những người đang rất khỏe mạnh, họ không qua đời vì bệnh tật, họ qua đời vì bị sét đánh. Vậy thực sự trong cuộc sống đầy bấp bênh này không có gì đảm bảo cho chúng ta tốt bằng nghiệp tốt cả. Vậy nghiệp tốt chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho cả đời này và cho cả đời sau của chúng ta nữa. Nhưng đương nhiên có những con người gặp quá nhiều những vấn đề trong cuộc sống này, ở trong đời sống này, thì họ cần phải hiểu là tại vì có thể nhiều đời sống trước của họ, họ đã không tạo đủ nghiệp tốt, nên là bây giờ họ gặp quá nhiều vấn đề. Vậy việc của họ là cần phải nhận ra, thay đổi và bắt đầu từ bây giờ. Và nghiệp tốt hay nghiệp xấu của chúng ta nó cũng liên quan đến sự cộng nghiệp từ các thành viên trong gia đình của chúng ta nữa. Thậm chí các thành viên từ nhiều thế hệ trước trong gia đình của chúng ta. Nhìn vào cái căn nhà mà chúng ta sinh ra và lớn lên, nhìn vào hai đấng sinh thành của mình, đôi khi sẽ biết được một phần nghiệp của con người đó như thế nào. Tuy nhiên, nhân quả nó là thứ có thể thay đổi. Thật ra cái gì cũng có thể thay đổi. Và nhân quả nó sẽ thay đổi dựa trên sự chuyển hóa tâm thức của mỗi con người. Nếu như ngày hôm nay khi các bạn nghe được những lời chia sẻ này,
các bạn nhận ra một điều rằng chúng ta đang sống trong một xã hội bấp bênh. Và cái điều đầu tiên chúng ta cần làm để đối mặt nha, chứ không đối đầu nha, với cái sự bấp bênh đó chính là không có sợ hãi nữa. Cái điều tiếp theo mà chúng ta cần làm đó là tạo nhiều nghiệp tốt. Và tạo nghiệp tốt nhiều nhất có thể thì các bạn sẽ thấy mọi thứ khác đi. Tuệ An vẫn hay chia sẻ với các bạn ở trong đội ngũ đó là các bạn biết cái điểm bùng phát của Tuệ An khi bắt đầu khởi nghiệp là bao giờ? Cái điểm bùng phát ấy, nó rơi vào khoảng tháng 6 năm 2020. Vào thời điểm đó, lớp yêu thương và tự chữa lành đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Và vào thời điểm đó, đó là một lớp học với tư duy hoàn toàn khác. Không muốn hút phễu, không muốn bán hàng, không muốn làm gì cả, chỉ muốn cho đi, đơn thuần là cho đi. Tại vì có quá nhiều người khổ đau thôi. Một lớp học xuất phát từ trái tim. Và sau lớp học đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, với khoảng 60-70 người gì đó tham dự, lớp học tiếp theo được tổ chức tại Sài Gòn trong cùng tháng đó, hay là một tháng sau đó, Tuệ An không nhớ rõ, với hơn 100 người. Và diễn ra đúng kỳ Covid, thế nên là chỉ những lúc nào không giãn cách xã hội thì mới được tổ chức trực tiếp. Và đến lớp học gần nhất là con số lên đến 600 người. Mà không cần bất kể một truyền thông gì quá mạnh mẽ, thậm chí còn dừng truyền thông trước đó gần 2 tuần bởi vì không có chỗ chứa. Và từ đó tất cả những video, những chia sẻ được up lên bùng nổ trên các kênh mạng xã hội, TikTok, YouTube, với những video triệu view mà không hề có sự tác động gì của công nghệ hay là một cái gọi là đẩy mắt hay cái gì đòn bẩy, một cách rất tự nhiên. Đó chính là nghiệp tốt, sự tác động của nghiệp tốt. Trong những thời điểm khó khăn nhất, trong những thời điểm nhìn xa hơn đấy nữa, trước đó nữa, những thời điểm mới khởi nghiệp, tại sao có những người sẵn sàng đến và làm cùng với Tuệ An không nhận lương, hoặc thậm chí còn bỏ tiền ra luôn á, và vẫn đi cho đến bây giờ? Đó chính là nghiệp tốt. Nếu như bạn có nghiệp tốt, trong những thời điểm bạn rất khó khăn sẽ có người đến và giúp bạn. Nếu như bạn có nghiệp tốt, những cơ hội sẽ liên tục mở ra với bạn. Và nó là sự thật. Khi bạn có nghiệp tốt, tiền bạc vật chất sẽ tự động chạy theo bạn. Nhớ lại một cái câu chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, phải cách đây hơn 10 năm. Đấy là cái thời điểm mà Tuệ An còn trẻ như một số bạn ở đây. Cái thời điểm đó là đang đi thực tập. Và lúc đấy thì tìm chỗ để thực tập nó vất vả lắm, tại vì phải là quen biết cơ thì mới được vào một cái công ty nào đó để thực tập, và sau đó có cái giấy xác nhận thực tập. Đương nhiên thì các bác đằng phía nội nhà Tuệ An ấy cũng là những người khá có danh tiếng. Nhưng mà không hiểu sao bản thân lúc đấy lại không muốn nhờ vả. Thế nên là thử xem là mình bằng nỗ lực của mình có nơi nào nhận mình không. Thì cuối cùng nhân duyên đưa đẩy là có một nơi nhận vào thực tập, không lương. Mà cái nơi này thì lại rất nổi tiếng. Nơi này là bộ phận quản lý tàu tường thủy, tàu container của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Tên gọi của nó là Vinalize Container. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thì viết tắt là Vinalize. Bộ phận quản lý tàu công thì gọi là Vinalize Container. Thế là Tuệ An vào cái bộ phận này. Và các bạn biết không, tứ trụ của Việt Nam hồi đó nó là Vinalize, là hàng hải, là dầu khí, là than khoáng sản, là điện lực. Có nghĩa được vào một trong bốn tứ trụ để thực tập. Trời ơi, nó là một cái điều mà không thể tưởng tượng được. Và thế là khi mà Tuệ An vào đó thực tập năm 2010, cách đây hơn 11 năm, thì đầu năm 2010 vào đó thực tập, thấy rất bỡ ngỡ nhưng thấy rất hân hoan và thấy rất vui. Và Tuệ An là người đến gần như là sớm nhất ở cái phòng đó.
Hồi đó là phòng tài chính kế toán. Và về muộn nhất, khi cái người cuối cùng bước chân về thì tụi An sẽ là người về. Và cứ như vậy, từ đầu năm cho đến cuối năm, không lương, làm tất cả mọi việc có thể làm được, với một chất lượng tốt nhất có thể hoàn thành. Và cùng vào thời điểm đó thì khoảng giữa năm 2010 thì có một bạn nữa, bạn trai, cũng vào phòng tài chính kế toán của Vinalize Container để thực tập. Bạn trai này thì là cháu của giám đốc đang điều hành Vinalize Container hồi đó. Và đương nhiên rồi, họ vào để thực tập chẳng qua nó chỉ là bàn đạp để cho họ sắp sửa vào mà thôi. Thế nên sau khi mà việc thực tập kết thúc thì bạn nam này đã ngay lập tức được nhận. Và chị trưởng phòng tài chính kế toán lúc đấy có gọi tôi An vào và nói là có thể ai ở đây thì cũng biết rằng là năng lực của em thì tốt hơn bạn kia, nhưng vì bạn kia là cháu của giám đốc thế nên là bạn ấy sẽ được nhận. Và lúc đó thì tôi An cũng hơi buồn một chút. Thậm chí không phải là một chút đâu mà là rất nhiều chút. Và trên đường đi về vào thời điểm đó còn liên tục bật một bài hát lên và nghe. Đó chính là bài Skyscrapers. Thế vào thời điểm đó tôi ăn nghe nhạc nước ngoài, không nghe nhạc Việt Nam nhiều. Và đến bây giờ vẫn nhớ một cái câu trong bài hát Skyscraper, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tòa nhà chọc trời. Skyscraper là tòa nhà chọc trời. Một cái câu dịch ra tiếng Việt nghĩa là dù cho bạn có giày vò tôi, dù cho bạn có xé toạc tôi ra thì tôi vẫn vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời. Ghê không? Lúc nào trong đầu cũng lầm nhầm cái câu hát đó. I will rising from the ground like a skyscraper. Tôi sẽ vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời. Lúc nào cũng hát nghe bài đấy, lúc nào cũng nghe bài đấy. Nói rằng mình sẽ vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời. Và vào thời điểm đó thì Tuệ An bắt đầu học MBA tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Và cái học phí của lớp MBA, tại vì mình đã chọn học cái hệ của nước ngoài, nó không có rẻ với một người mà không được bố mẹ ủng hộ về tiền bạc để đi học như Tuệ An. Mỗi một kỳ đóng học phí nó cỡ khoảng gần 2.000 đô Mỹ vào thời điểm đó. Nó là một số tiền khổng lồ, nó là một số tiền rất lớn. Và bảo là thôi được rồi, mình sẽ làm việc để mình kiếm tiền để trang trải đủ cái học phí của khóa học MBA này. Đương nhiên bây giờ cái bằng đó nó cũng vứt đi đâu rồi, không còn nhớ đến nữa. Thì Dạy An đã đi làm gia sư dạy tiếng Anh, rồi dạy thêm ở trung tâm, rồi thậm chí có một vài công việc mà nó không chính quy lắm, như là làm hộ bài tập cho những sinh viên học thạc sĩ khóa trên, làm hộ bài luận văn cho những sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ khóa trên mà không có muốn làm thì mình sẽ làm hộ. Và mình thu phí cao chứ. Để mình đủ tiền trang trải cho cái khóa học đó. Và lúc đó vẫn chưa được nhận vào trong Vinalize Container. Cho đến lúc mà cái bạn nam kia được nhận rồi, cho đến lúc tự An chuẩn bị là sẽ nghĩ là mình sẽ khăn gói quả mướp xách ra khỏi cái công ty đấy rồi và mình sẽ tìm một môi trường khác, chắc là môi trường nhà nước này nó sẽ như thế thôi, kể cả là tôi có nỗ lực đến mấy. Nhưng chắc lúc này nghiệp tốt lên tiếng. Trưởng phòng thị trường. Và phòng thị trường được coi là huyết mạch của Vinalize Container. Phòng thị trường nói rằng ở trong công ty này có thể nhận bất kể một người nào là con ông cháu cha mặc dù không có năng lực, nhưng riêng phòng thị trường phải nhận những người có năng lực. Tại vì nếu không có phòng thị trường không thể nào sống nổi. Và phải là những người có năng lực. Và vào thời điểm đó, trưởng phòng thị trường lên tiếng và nhận Tuệ An về phòng thị trường với một vị trí là trợ lý cho trưởng phòng thị trường, trợ lý cho marketing manager. Và làm chuyên ở mảng là tuyến ngoại, là tuyến tàu đi Việt Nam, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Việt Nam, Taiwan, Việt Nam, Hong Kong, Việt Nam, Macau. Một vị trí cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều một vị trí ở phòng tài chính kế toán. Và là một vị trí tôi ăn cực kỳ yêu thích và làm nó cực kỳ say mê. Vậy tại sao một cô gái không có ô dù, không có tiền, không phải là con ông cha được ở đó? Tại vì nghiệp tốt cô ta đã tạo ra trong môi trường đó trong vòng một năm. Nghiệp tốt lên tiếng.
Nhưng mà đương nhiên cô ấy cũng không có ở đó quá lâu. Chỉ khoảng một năm sau thì Vinalize có một dự án làm với Nhật, là một dự án ODA rất lớn ở miền Bắc Việt Nam vào thời điểm đó, với những con số khổng lồ về vốn ODA của Nhật. Đó là dự án xây lại cảng Hải Phòng. Và cô ấy đã chuyển sang dự án đó để làm. Cái gì lên tiếng, nghiệp tốt một lần nữa lên tiếng với một mức lương lúc đó bắt đầu tính bằng đô. Và vào từ thời điểm đó trở đi, tiền lương của cô gái đó không bao giờ tính bằng Việt Nam đồng nữa. Vậy chúng ta hãy nghĩ lại xem, nếu như chúng ta đang thắc mắc về một công việc nào đó chúng ta đang có, chúng ta đang thắc mắc về những cái bấp bênh trong cuộc sống của chúng ta đang có, chúng ta hãy ngừng lại tất cả những thắc mắc này và chỉ tập trung vào một việc duy nhất, đó chính là tạo thật nhiều nghiệp tốt. Và đến lúc đủ lượng, đến lúc đủ chất, đến lúc mà cần á, thì cái nghiệp tốt đó sẽ lên tiếng. Và nó chính là đảm bảo cho chúng ta đó. Nó chính là cái cánh cửa giúp chúng ta thoát khỏi mọi bấp bênh đó. Vậy làm thế nào để tạo được nghiệp tốt? Câu trả lời chỉ có duy nhất là hãy mở rộng trái tim của bạn. Ngay trong giây phút này, khi bạn mở rộng trái tim của bạn ngay trong giây phút này, bạn sẽ nhìn thấy những đối tượng cần được giúp đỡ. Bạn sẽ nhìn thấy những vấn đề của người khác mà có thể đó không phải là vấn đề của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội mà bạn có thể trao tặng cho người khác. Và bạn sẽ sẵn sàng làm nó for free, một cách miễn phí. Và cơ hội để chúng ta tạo ra những nghiệp tốt đấy nó có xung quanh chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không thấy được bởi vì trái tim của chúng ta đóng rồi. Và chúng ta luôn luôn có một suy nghĩ là tôi cho đi thế này tôi có được nhận lại gì không? Tôi nỗ lực làm thế này đến cuối tháng tôi nhận bao nhiêu tiền? Và tư duy đó nó đã ăn sâu vào nhiều thế hệ trong gia đình của chúng ta, chứ đôi khi không phải là một mình chúng ta nữa. Và chúng ta nhìn lại xem những người có tư duy như vậy, họ có thành công lớn được không? Không bao giờ. Vậy thì đây là lúc mà chúng ta phải mở rộng trái tim của mình ra để nhìn xem có một người đồng nghiệp đang cần mình giúp, có một người thân trong gia đình của mình đang cần mình giúp, có một người đang rất vật lộn trong sự nghiệp của họ, mình đã trải qua rồi, ít nhất mình có thể chia sẻ điều gì đó, mình có thể nâng đỡ cho họ. Mình hãy làm điều đấy. Mình hãy làm tốt nhất những cái gì mình có thể mà không đòi hỏi là mình được nhận lại điều gì. Giống như cô gái tên là Tuệ An đã làm việc không công cho cái công ty đó trong vòng một năm, đi sớm và về muộn không đòi hỏi bất kể một điều gì. Và cuối cùng, cô ấy đã được offer một vị trí rất xứng đáng. Và thậm chí cô ấy còn kiếm được một ông chồng trong công ty đó đó. Các bạn có thấy nó quá lãi không? Nó quá lãi đi chứ. Vậy thì bây giờ mình quay trở lại, mình nhìn xem tại sao cuộc đời của nhiều người lại bằng phẳng và xuôi thuận đến thế. Thật ra tại vì họ có những cái trông chênh và bấp bênh bạn không nhìn ra, nhưng ít nhất là họ có đủ nghiệp tốt để họ vượt qua cái đấy. Còn nếu như chúng ta vẫn đang chết chìm ấy, thì chúng ta phải biết cách tạo ra nghiệp tốt. Giống như Tuệ An đã từng chia sẻ với một số bạn ở trong team, rằng có một số thành viên ở trong team chỉ một vài năm tới thôi, nếu tiếp tục duy trì những cái gì mà các bạn ấy đang tin, những sự biết ơn, những tình yêu thương mà các bạn ấy đang có, bạn sẽ nhìn thấy những sự chuyển hóa và thay đổi rất lớn trong cuộc đời của các bạn ấy. Chỉ trong vòng một vài năm tới nữa thôi. Các bạn hãy thử nhìn điều này nhé. Và chốt lại, chủ đề ngày hôm nay, làm thế nào để vượt qua những bấp bênh trong cuộc sống? Hai điều, đừng sợ hãi và tạo nhiều nghiệp tốt. Nó sẽ là bảo hiểm tốt nhất cho cuộc đời. Khi bạn có nghiệp tốt, thậm chí bạn không cần phải mua bảo hiểm nữa, bạn không cần phải có quỹ hưu trí nữa, thậm chí bạn không cần phải dựa dẫm vào một ai đó nữa. Tại vì chính nghiệp tốt đấy sẽ gánh cho bạn mọi lúc và mọi nơi. Giống như bây giờ nhé. Bây giờ
Tuệ An thử đi đến một nơi nào đó không có nhà ở, và Tuệ An thử nói rằng tôi cần một chỗ qua đêm miễn phí ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có một ai đó lên tìm và cho mình ở nhờ, và thậm chí tiếp đãi mình với tình thân, hoặc ít ra là tình bạn. Ví dụ như Tuệ An nói rằng gần đây mặc quần áo không hết, tại vì các bạn tặng đồ nhiều quá. Nhưng tại sao lại như thế? Mình đâu có đòi hỏi quần áo đâu. Thậm chí mình còn không hé lời về cái điều đó. Và các bạn đều biết mình ăn mặc rất đơn giản, nhưng các bạn vẫn gửi đồ đến. Tại vì sao? Đấy là nghiệp tốt lên tiếng. Vậy thì chúng ta hãy chủ động tạo điều này nhé. Ngay bây giờ, ngay lúc này, mở lòng với những người xung quanh của chúng ta, mở lòng với chính chúng ta, quan tâm đến chúng ta, quan tâm đến những người khác, nhìn xem là chúng ta có thể giúp đỡ được điều gì không, nhìn xem chúng ta có thể hỗ trợ được điều gì không, nhìn xem là chúng ta có thể nói điều gì hay có thể làm điều gì không, và hãy nhìn xem là chúng ta có thể làm điều gì để tốt cho họ được không. Và chúc cho chúng ta sẽ tạo được ra nhiều nghiệp tốt mỗi ngày.